Thưa quý vị và các bạn, càng gần đến Tết Nguyên đán là thời điểm mà hoạt động mua sắm sôi nổi, nhộn nhịp nhất trong năm. Các chợ truyền thống bắt đầu tăng lượng hàng hóa dự trữ để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết. Nguy cơ cháy nổ vì thế cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Các lực lượng chức năng đang tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn huyện Đắc Minh. Chợ trung tâm huyện Đắc Minh là chợ buôn bán lớn nhất của huyện với trên 300 gian hàng cố định. Thời điểm này, lượng hàng hóa trong chợ tăng cao gấp 2 đến 3 lần so với những ngày thường, đa phần là hàng dễ cháy. Do đó, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng như điện lực, ban quản lý các chợ, trang bị các phương tiện chữa cháy xung quanh khuôn viên chợ và các hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng điện an toàn, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, ban quản lý chợ đã vận động các hộ kinh doanh trong chợ mua bình chữa cháy lắp đặt ở những nơi thuận tiện, dễ lấy, dễ thấy. Ban quản lý cũng đã bố trí nhân lực trực 24/24 giờ, tuần tra kiểm soát việc chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh trong chợ. Ban quản lý chợ Đắc Minh cũng được nhân viên của điện lực Đắc Minh hướng dẫn tận tình, rồi cũng kết hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của công an huyện là cũng tập huấn rồi quán triệt bà con sử dụng điện an toàn tiết kiệm, vì điện là một cái nguy cơ gây cháy nổ rất là cao nên là ảnh hưởng đến tài sản của nhà nước và của nhân dân. Về vấn đề này là ban quản lý chợ cũng đã ý thức mà quán triệt tới bà con cũng mọi người cũng đều là đồng tình hưởng ứng thực hiện tốt công việc của mình. Các gian hàng trong chợ cũng được bố trí, sắp xếp một cách khoa học. Những gian hàng có nguy cơ cháy nổ cao như đồ gia dụng, vàng mã đều được ban quản lý thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở. Đặc biệt, tiểu thương buôn bán trong chợ ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy. Từ đó, chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Tôi buôn bán cũng lâu năm rồi nhưng mà thấy phòng cháy ở đây thì nó cũng phức tạp. Tại lâu năm là điện do nó nhiều khi nó cũng lâu năm nó chập điện á, thì thấy nó phức tạp, nó xảy ra cũng nhiều vụ rồi. Cho nên bây giờ người dân chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức để chu đáo lại cái điện với lại cái lửa để cho người dân được an toàn, để bảo vệ cho nhân dân được bình an, được làm ăn. Tết này thấy phòng cháy thì ai cũng phải dự phòng đồ này kia, với lại điện đốm rồi người ta cũng cẩn thận hết sức cẩn thận. Có mấy cách đây mấy năm trước thì có cháy chợ, mấy năm nay thì dân ở đây người ta cũng cẩn thận về vấn đề điện đốm với lửa đồ này kia, không có làm nhiều. Người ta cũng một lần đã bị một lần rồi, giờ người ta cũng sợ. Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, những nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh cũng như hoạt động mua sắm của người dân, nhất là khi Tết đến xuân về. Tuy nhiên, hơn ai hết, ý thức của các tiểu thương vẫn là điều quan trọng nhất. Trong quá trình buôn bán, mỗi hộ kinh doanh cần phải luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Có như vậy mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, để mọi người, mọi nhà cùng đón một năm mới bình an, hạnh phúc trọn vẹn.